Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Roger's Official. Trong chuyên mục tối nay, mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 15 của câu chuyện dài kỳ Tình yêu đầu đời qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nghe phần tiếp theo và nhiều chuyện ngắn khác về đề tài đồng tính. Khi An Phong bước tới cửa, cánh cửa đang khép hờ, nhưng cũng đủ làm anh nhìn thấy gì bên trong đó. Anh lặng người khi nhìn thấy Andy chăm sóc cho Hạ. Andy lấy khăn lau mặt cho Hạ. Tất cả điều đó làm anh thấy buồn bã. Chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang ở bên một người con trai khác, làm sao anh có thể chịu được? Anh nắm lấy bàn tay để kìm nén cảm xúc của mình lúc này. Làm sao có thể chứng kiến cảnh này thêm được nữa? Anh quay người đi. Với tâm trạng mông lung, buồn bã, anh nghĩ rằng vì sao Hạ lại như vậy? Vì sao em ấy lại để cho một người con trai khác ở bên lúc ngủ? Vì sao lại để người con trai khác chăm sóc em ấy? Không phải là anh. Nhóc có biết anh đau lắm không? Anh đã rất thương em, nhưng chắc em không nghĩ đến anh. Em không coi anh là người em thương nhất. Vì nếu thương anh và có tình cảm với anh, em sẽ không để người con trai khác làm vậy với em. Nhìn vẻ mặt em nằm đó, sự mãn nguyện đã hiện rõ trên khuôn mặt của em lúc đó. Anh chỉ biết đứng để lặng nhìn khung cảnh tình tứ của hai người. Hôm nay, anh muốn đến gặp em để muốn em chia sẻ với anh những chuyện buồn em đang gặp phải. Anh muốn giải quyết nó cùng em. Anh nguyện làm mọi điều vì em, để em có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Bao nhiêu dự định của anh ngày hôm nay bỗng tan biến. Để đổi lại, anh phải chứng kiến những gì anh nhìn thấy hôm nay. Anh đi như người mất phương hướng. Đi trên xe, nhưng mình không biết mình đang đi đến đâu và về đâu. Anh định thần lại, cố giữ bình tĩnh để tâm trạng trở về bình thường. Anh rút điện thoại ra và nhắn tin. Em đã về chưa? Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Hay em đã ngủ rồi? Em trả lời cho anh biết đi. Khi Andy nhìn thấy tin nhắn từ điện thoại của Hạ, anh mở ra đọc. Anh cười đầy ẩn ý và tỏ ra đắc chí với những gì mình làm, có vẻ đúng như ý của anh. Anh Phong, anh chọn Hạ là sai lầm của anh rồi, vì không ai có thể mang lại hạnh phúc cho anh ngoài em. Và nếu như em không giành được anh, thì em sẽ không để ai có được anh đâu. Nói rồi, Andy trả lời tin nhắn. Anh Phong, em vẫn chưa về nhà, nên em chưa nhắn tin lại cho anh. Có thể em về muộn, anh cứ ngủ sớm đi ạ. Em chào anh. Khi An Phong nhìn tin nhắn điện thoại đó, anh càng đau hơn. Nhóc đã nói xạo với anh. Nhóc rõ ràng đang ở nhà mà, đang ở nhà với Andy. Vì sao nhóc lại nói xạo như vậy? Để làm gì? Phải chăng lòng của nhóc đã thay đổi rồi hay sao? Nhóc đã thương Andy. Cũng đúng, Andy tâm lý, tình cảm. Bởi vậy, nhóc theo Andy cũng dễ hiểu. Anh nhắn tin lại. Ok, nếu vậy em về sớm nghỉ ngơi nha. Anh không đợi được nữa. Anh phải ngủ sớm trước đây. Khi nhìn tin nhắn của An Phong, Andy như khẳng định anh sẽ đạt được ý đồ của mình. Khi xong xuôi, anh xóa tin nhắn trong máy của Hạ. Anh xin lỗi Hạ. Anh bắt em làm công cụ để anh đạt được ý đồ của anh. Tất cả những thứ ngáng đường để thực hiện ý định đó, anh đều phải loại bỏ. Càng khó,
anh càng phải loại bỏ. Vì tình yêu của anh, mọi thứ anh đều phải gạt bỏ nếu bất lợi cho anh. Xin lỗi vì số phận em phải thế, anh không làm khác được. Chúc em ngủ ngon. Andy nghĩ, anh tắt đèn và đóng cửa đi về. Sáng hôm sau, Mai Lan nhắn tin cho Andy. Happy birthday, Bo. Thêm tuổi mới với nhiều niềm vui mới nghe. Đẹp trai và có được tình yêu lớn của đời mình. Hôm nay thế nào? Tôi háo hức để được Bo mời đây. Cảm ơn Bo nha. Tối nay đến nhà tôi nghe. Tôi năm nay sẽ tổ chức ở nhà. Không phải vì thế mà mất vui đâu. Chương trình có nhiều đặc sắc hơn. Nhiều người bạn sẽ khiến Bo không thất vọng đâu. Ủa, còn nhiều người nữa hay sao? Chơi lớn quá hen. Chắc toàn con trai chứ gì. Kiểu mấy người như Bo đúng không? Tôi có ngắm được đâu. Toàn sinh ra để dành cho các Bo rồi. Bo ác ghê. Không có nghe. Trai gái đều có đủ. Bo nghĩ tôi suốt ngày trai không bằng. Lần này nhiều thể loại luôn. Tây ta đều có. Đều là những người bạn tôi bên Mỹ có về Việt Nam lần này. Và có mấy người là đối tác của tôi. Bố yên tâm, có thỏa trai cho Bo ngắm. Trai xịn luôn hẳn hoi. Tôi sẽ hóng chờ xem. Tối nay tôi sẽ đi cùng anh Phong. Bo có mời ai nữa không? Tôi mời bé Hạ nữa. Còn mấy người bạn tôi có người Bo quen và cũng chưa quen. Vậy nhá, hẹn Bo 7 giờ tối nay. Không say không về nghe không? Nói xong, Andy gọi điện thoại cho Hạ. Alo, bé thức chưa? Tối qua sao em mệt mà ngất lúc uống cà phê vậy? Tội nghiệp. Anh nghĩ em bị sao nên anh đưa em về nhà đó. Tính qua xem em tỉnh chưa? Còn trẻ mà yếu vậy sao bé? Dạ, em thức rồi ạ. Em sáng nay thấy mình ở nhà. Khi đi cà phê với anh, em nghĩ chỉ là giấc mơ. Thì ra nó là thật. Em cảm ơn anh đã đưa em về ạ. Em cũng không biết dạo này sức khỏe em sao, mà em hay bị ngất quá. Ít bữa em về Hà Nội, em sẽ kiểm tra sức khỏe. Em cảm ơn, may có anh đưa em về. Mai em về Hà Nội rồi, tính nói với anh Phong mà chưa kịp ạ. Chắc lát nữa em sẽ nói với anh ấy ạ. Vậy sao, chúc em về Hà Nội vui vẻ và xong quay lại sớm nha. Anh mời em tối nay đến nhà anh, hôm nay sinh nhật anh. Em đến được là niềm vui của anh. Dạ, em chúc anh sinh nhật vui vẻ và thành công cho cuộc sống ạ. Tối nay em sẽ đến ạ. Khi nói xong với Andy, Nhật Hạ gọi điện thoại cho An Phong. Ủa, sao gọi mấy lần rồi không thấy anh nghe máy? Mình quên hôm qua không gọi lại. Hay anh ấy giận rồi chăng? Mình đáng chí thật. Anh ấy quan tâm đến mình. Sao mình lại quên luôn việc đó chứ? Nó nhắn tin lại với anh. Anh Phong ơi, hôm nay thứ bảy anh có đi làm không ạ? Hôm qua có hẹn gặp anh, nhưng em có công việc về muộn quá, nên em không gặp được. Anh đừng giận em nhé. Bây giờ em rảnh rồi ạ, anh có thể gặp em được không? Khi đọc được tin nhắn nhớ nhắn lại cho em nhé. Khi nhìn thấy tin nhắn của Hạ, anh nhắn lại. Anh đi làm rồi em, có gì gặp em sau. An Phong nghĩ rằng mình đang giận nhóc, mình không muốn gặp nhóc lúc này. Hôm qua, cứ nghĩ đến cảnh hai người âu yếm cho nhau, lòng anh không thể nguôi được. Nhóc còn sao anh đi chơi với Andy, nhưng nói là bận. Anh buồn vì nhóc nhiều. Nhóc ơi, thật sự lúc này anh nhớ em rất nhiều. Anh mong mở mắt ra mỗi sáng, người đầu tiên anh nhớ là em. Anh nhớ đến khuôn mặt trong sáng của em và nụ cười duyên. Em gọi và nhắn tin cho anh rất muốn chạy thật nhanh đến bên em để anh được ôm em vào lòng. Nhưng điều đó bây giờ đối với anh như có sợi dây ngăn cách. Anh làm thế có được không? Khi anh biết trong trái tim em không có một mình anh,
mà em có thêm một người con trai khác. Anh thương em. Dù em có chọn ai đi chăng nữa, đối với anh cũng tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh chỉ xin em một điều, đừng làm trái tim của anh đau. Em là người con trai đầu tiên anh thương, cũng xem như là mối tình đầu. Khi anh có cảm xúc với một người con trai khác. Hàn Phong có điện thoại gọi tới. Alo, Mai Lan, em gọi anh có việc gì? Tối nay anh qua đón em đến nhà ăn đi, dự sinh nhật bố ấy nghe. Bố ấy mời cả anh cùng dự. Bố ấy cũng chỉ có vài người bạn thân thiết. Ai chứ, Andy là bạn thân của em. Anh đi cùng nha anh. Nhưng anh không muốn đi. Anh có việc rồi. Em đi đi và gửi lời chúc của anh đến Andy. Nói cậu ấy anh bận và thông cảm cho anh không giữ được. Không được, nếu anh không đi, em cũng không đi. Anh bận việc gì thì bận, để giải quyết sau. Andy mời rất nhiệt tình, anh không đi sao được. Bạn bè chơi với nhau lâu dài, mình nên nhiệt tình một xíu đi anh. Bố ấy mời em và nói rằng mời anh đi bằng được đó, vì không có anh sẽ mất vui. Em không biết đâu đấy. 6:30 anh qua đón em đến nhà Andy. Ok, anh sẽ đến. Anh đến đó một chút rồi anh về trước nghe. Ok anh. Tối hôm đó, Andy tiếp tục gọi điện thoại cho Lisa. Alo, nhớ làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ hỗ trợ bồ một số việc. Tất cả kế hoạch chúng ta đã bàn kỹ, bồ nhớ thực hiện. Còn về phần Mai Lan, tôi sẽ lo liệu. Bồ cứ làm thế nào để ăn phong vào bẫy của chúng ta. Bồ nhớ kỹ, kế hoạch này không thể thất bại được nghe không? Hỏng việc này là hỏng tất cả. Tôi mong đợi vào bồ đó nghe, Lisa. Bồ yên tâm, bao thằng đã vào tay tôi rồi. Sao người này có thể thoát với tôi được? Bồ cứ lo phần của bồ, tôi sẽ làm đúng như kế hoạch đã bàn. Bảy giờ tối hôm đó. Happy birthday Andy. Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ. Khách quý đã đến đây để chúc mừng cho ngày tôi ra đời. Tấm lòng quý vị Andy ghi lòng tạc dạ. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Để mở đầu cho cuộc vui hôm nay, tôi với tư cách chủ tiệc, tôi sẽ hát một bài để tặng quý vị. Yêu khác biệt. Trời ạ, bố ấy hôm nay mạnh bạo quá anh Phong. Tỏ tình rồi kìa. Bảo sao dạo này bố ấy yêu đời vậy. Yêu bé Hạ lắm rồi, tình tứ thế rồi. Mai Lan vừa kéo tay An Phong vừa nói. Nghe được những lời đó, anh càng đau hơn. Nỗi đau không nói được bằng lời. Anh nhìn sang phía đối diện, thấy hình bóng quen thuộc, đó là Hạ. Anh thấy ánh mắt của Hạ đang dõi theo tiếng hát của Andy. Anh cảm thấy cơn ghen nổi lên. Làm gì có một người con trai nào không ghen khi người mình yêu lại đang hướng ánh mắt đến một người khác mà không phải anh. Khi Andy đi tiếp rượu ở các bàn, anh và Lisa tiến lại gần Mai Lan và An Phong. Giới thiệu bồ và anh Phong, đây là Lisa, bạn tôi ở bên Mỹ mới về. Cô gái sexy, có tiếng nóng bỏng bốc lửa như con ngựa hoang. Chào bồ, vui được biết bồ. Bồ là bạn của Andy, sao tôi chưa gặp bồ lần nào thì phải. Andy giấu kỹ quá trời, có bạn mà không giới thiệu để lập hội chơi cùng vậy. Bồ đó ở Mỹ hoài à, ít về nước. Tôi mời mãi bồ ấy mới chịu đến đây hôm nay. Các bồ làm quen với nhau đi. Vâng. Hello mọi người, đây là ly rượu tôi mời mọi người làm quen. Nói rồi, Lisa đưa một ly cho Mai Lan, một ly đặc biệt dành cho An Phong. Ly rượu đặc biệt này, cô đã bỏ vào một viên thuốc sinh lực đàn ông cực mạnh. Chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng ngày sinh nhật của Andy. Uống cạn ly 100%, không say không về. Lisa và Andy vừa nâng ly, vừa cùng nhìn nhau một cách nham hiểm. Về phía Nhật Hạ,
nó cảm thấy không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nó thấy mình có chút cô đơn trong khung cảnh này. Người nó muốn được chia sẻ nhiều nhất, muốn được ở bên nhiều nhất, đó chính là anh. Nhưng sợi dây ngăn cách khiến nó không thể lại gần và tiếp xúc. Nó muốn nói lời chào tạm biệt anh trước khi về Hà Nội. Nhưng khi anh nhìn thấy nó, anh ngó lơ. Vẻ ân cần như mọi ngày không còn. Nó biết chắc chắn là anh đang giận nó. Đang giận nó không quan tâm đến anh, cho anh leo cây khi hẹn hò với anh nữa. Lỗi của nó sẽ tìm cơ hội để xin lỗi anh, để mong anh sẽ tha thứ cho nó trước khi nó về Hà Nội. Trong lòng nó lúc này muốn được gần anh, để anh nguôi ngoai đi những hành động giận nó. Khi uống ly rượu đó, An Phong cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu. Cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, mồ hôi anh toát ra. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh xuống lầu và đi đến nhà vệ sinh. Andy ngầm hiểu và nháy mắt ra hiệu cho Lisa đi theo. Lisa nhanh nhẹn từng bước đi theo sau An Phong. Khi bước vào nhà vệ sinh, anh lấy nước xả vào mặt cho tỉnh rượu. Anh nghĩ mình đang xỉn. Anh càng xả nước vào mặt, cơ thể anh thoát ra nguồn năng lượng rất lớn. Anh cảm giác cái gì đó không được bình thường. Anh rất khó chịu. Anh cởi bung hết quần áo và đi vào tắm. Anh nghĩ tắm sẽ xả hết được cơn nóng trong người đi. Vừa nghĩ, anh vừa mở vòi cho nước chảy khắp cơ thể. Càng xả, anh càng thấy nóng bức hơn. Anh nghĩ, sao mình lại khó chịu đến thế này? Sao rượu gì mạnh dữ vậy? Hay hôm nay mình bị mệt nên xỉn nhanh vậy trời? Cảm giác này khó chịu quá, không thể chịu được nữa. Khi Lisa mở nhẹ cửa nhà vệ sinh bước vào, cô đã cởi bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể mình. Đứng trước mặt anh, cơ thể nóng bỏng đó hòa với những viên thuốc ái tình đang bắt đầu ngấm dần. Giờ đây, đứng trước hiện thực, An Phong không thể kiềm chế nổi dục vọng đàn ông của mình. Anh nói ra trong vô vọng. Cô, sao cô lại vào đây? Cô có ý đồ gì? Cô đi ra đi. Cô dừng lại cho quái quỷ gì ở đây? Đi ra. Càng được thể, Lisa dùng cử chỉ và những cái uốn éo hình thể nóng bỏng bốc lửa như những dancer chuyên nghiệp. Cô nói, em nhìn thấy anh lần đầu, em đã say đắm anh mất rồi. Anh manly và quyến rũ quá, em không thể chịu được nữa rồi. Em thèm muốn được giải tỏa cơn sóng trong lòng anh, để anh được toại nguyện, được không anh? Cô đi ra đi. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với cô. Cô đừng đến đây. Đi ra. Càng nói, anh càng không thể kiểm soát được mình nữa. Bản năng đàn ông của thằng con trai mới ngoài 20 bừng bừng sinh lực. Thuốc đã càng ngấm, thêm với những hình ảnh đầy khoái cảm của cô gái kia. Anh đã không kiềm chế được bản thân anh nữa. Anh run run đứng vịn tay chống vào tường để giữ vững được cơ thể. Cảm giác lâng lâng, khó tả. Cái cảm giác chưa bao giờ biết tới. Lisa như biết anh đã ngấm thuốc ái tình, vuốt nhẹ lên cơ thể của anh, những cái vuốt ve trong cơn ái tình. Cô kéo anh ra khỏi nơi đó, đẩy anh vào phòng Andy đã chuẩn bị trước. Cô nói, lại đây anh, để em đưa anh vào phòng nghỉ ngơi nào.
Nhanh đi anh. Như không thể điều khiển cảm giác của mình, anh đã đi theo cô vô điều kiện. Khi thuốc đã ngấm, tất cả mọi thứ xung quanh dường như anh không thể điều khiển được bản thân. Lúc này, anh cứ làm theo bản năng của mình, ngoan ngoãn đi theo những lời mật ngọt của Lisa. Khi vào phòng, Lisa khôn khéo đóng cánh cửa khép hờ để thực hiện đúng ý đồ của mình. An Phong nằm vật ra giường, bản năng của thằng đàn ông lúc này dâng cao hơn bao giờ hết. Anh không thể chịu được những cái nóng cuồng mê đang thôi thúc trong lòng mình. Anh nhắm mắt nằm yên trên giường để cho Lisa làm gì thì làm, vì anh cảm giác cơ thể mình đang bùng cháy. Lisa nhẹ nhàng tiến tới giường của anh, cô nghĩ: anh ấy thật ngon lành. Như để kéo dài thời gian, cô cứ làm hành động mơn trớn anh để đợi Andy lên. Ủa, sao anh Phong đâu Mai Lan? Sao ảnh mãi không thấy xuống vậy? Hay anh ấy có chuyện gì? Bộ thử đi tìm ảnh xem. Và cả hạn nữa, em đi tìm anh Phong cùng chị Mai Lan, nhỡ đâu trúng gió hay gì thì nguy. Vâng, để em đi xuống lầu tìm. Nhật Hạ tìm xung quanh, bước đến nhà vệ sinh không thấy, nó lại tìm khắp các phòng dưới lầu, nhưng nó cũng không thấy. Khi bước đến phòng cuối cùng, dường như nó cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Tiếng thở gấp gáp, tiếng ai đó đang thở gấp. Nó chần chừ bước tiếp. Nó cố dũng cảm để đến cánh cửa đang vọng ra những tiếng gấp gáp kia. Nó nhìn vào và không tin vào mắt mình nữa. Tự dưng hai dòng nước mắt tuôn rơi. Anh đang không mặc gì và bên cạnh là người con gái kia. Hai người đang làm gì thế kia? Tim nó như bóp nghẹt lại. Chân run run như không thể đứng vững. Chứng kiến cảnh người nó yêu thương đang ân ái với một người khác, nó như cảm giác tim vỡ trăm mảnh. Nó muốn gào khóc và chạy đi để không bao giờ chứng kiến lại cảnh tượng này. Em hận anh Phong. Anh nói yêu em, anh lại làm những hành động thế kia. Tôi không bao giờ chấp nhận được. Tôi căm ghét anh. Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Anh cũng là đồ tồi mà thôi. Nó quay người bước đi, nhưng trước mặt nó là chị Mai Lan. Chị đang bước tới. Sao em đứng đây? Làm gì mà thẫn thờ như thế kia? Em tìm được anh Phong chưa? Nó cố giữ bình tĩnh trả lời. Dạ chưa. Nó không muốn chị ấy nhìn thấy cảnh như mình thấy. Chị sẽ giống như nó, rồi đau khổ và không giữ được bình tĩnh. Nó muốn làm việc cô ấy dành cho anh. Em chưa thấy chị à? Chị đi ra chỗ khác tìm xem. Vậy âm thanh kia là gì? Mai Lan bước đến cánh cửa đó. Cô nhìn qua khe cửa. Cô mở bật cánh cửa ra và hét lớn. Đồ đẻo cán! Hay người làm trò gì thế này? Hay người khốn nạn như vậy sao? Nói xong, cô lao vào lôi tóc của Lisa. Hai người giằng co kịch liệt, đấm đá nhau. Mai Lan đã không làm chủ được mình. Cô cố hết sức mình đánh ghen với Lisa. Mày là đồ khốn nạn. Mày ngủ với bạn trai tao. Sao? Mày là loại gì? Sao mày lại làm thế với bạn trai tao? Có mất dạy kia. Andy và Bích Vân bước vào, can ngăn hai người ra. Bích Vân nói: Bồ bình tĩnh đi bồ. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cứ bình tĩnh. Đừng làm lớn chuyện. Khách khứa trên lầu người ta nghe được sẽ không hay. Mai Lan dừng tay,
đứng ở đầu giường chỉ thẳng mặt Lisa nói. Không hay, tôi cũng kệ. Một nhìn mà xem, hai người đó ngủ với nhau trước mặt tôi, làm sao tôi chịu được? Là bồ, bồ có chịu được không? Sao? Anh Phong, anh lại làm thế với em. Anh phản bội em vậy. Em nhiều lần muốn trao thân cho anh đều từ chối. Còn con đĩ này, nó có hơn gì em mà anh lại nồng nhiệt và lao vào nó như vậy. Em hận anh, em hận anh. Em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Anh là đồ hèn. Anh cút khỏi tầm mắt tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Đi thôi, Bích Vân, bố đưa tôi về nhà. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Ừ, để tôi đưa bố về. Trước khi đi, Bích Vân nhìn với cái ánh mắt sắc lẹm về phía Andy. Vì bản thân cô rất hiểu những việc ngày hôm nay là do Andy tạo ra. Cô đã nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ dành cho những người không đáng để cô làm bạn. Bích Vân nói, tôi đưa Mai Lan về, bồ ở lại lo mấy vụ này đi. Để tôi giải quyết vụ này. Như tỏ ra là người vô tội, Andy nói, sao vậy Lisa? Sao bồ lại làm thế với bạn tôi? Bồ thiếu người để làm chuyện đó sao? Mà lại làm chuyện đó trong nhà tôi thế này. Hơn nữa, anh ấy là bạn trai của bạn tôi. Tôi còn mặt mũi nào để nhìn Mai Lan nữa? Bồ thật đê tiện quá đi. Còn anh nữa, anh Phong, anh làm thế là sao? Sao anh lại làm việc đó ở đây? Anh là bạn trai của Mai Lan cơ mà. Anh lại phóng túng như vậy. Anh biết nỗi lòng của người bị phản bội là sao không? Anh nhìn thấy Mai Lan đang suy sụp, đang hoảng loạn thế kia. Nhỡ Mai Lan làm sao? Ai chịu trách nhiệm đây? Anh... chuyện này là thế nào? Sao tôi không biết đang xảy ra chuyện gì? Tôi không thể chịu được. Sao tôi lại có hành động thú tính như vậy? Vì sao? Vì sao? Anh đấm mạnh nắm đấm lên tấm kính. Tấm kính vỡ vụn, làm anh chảy máu đầm đìa. Anh nhìn ra phía cửa, anh thấy Hạ. Hạ đang khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, khuôn mặt thất thần và ngơ ngác trước những hành động của anh. Anh không biết phải giải thích thế nào trước những hành động xấu hổ của mình. Anh đang đau, con tim anh như bóp nghẹt lại. Anh chứng kiến cảnh nhóc đang khóc vì anh. Đôi mắt và khuôn mặt đó, tim anh như rỉ máu trong lòng. Anh gào lên trong sự tuyệt vọng. Hạ quay lưng bỏ đi. Nó muốn bỏ xa khỏi nơi đây, muốn đi xa khỏi mảnh đất Sài Gòn này. Giờ nó còn gì nữa đây, khi người nó thương yêu đã như vậy, gia đình thì gặp biến cố. Cuộc đời của nó còn nghĩa lý gì khi mọi thứ thân yêu đang phản bội lại nó? Nó hận anh, nhưng vì sao phải hận? Hận anh để làm gì, khi mãi nó chỉ là người đến sau? Nó có tư cách gì để hận anh? Nó có tư cách gì? Nó nhìn điện thoại đang đổ chuông. Đó là anh gọi. Nó không muốn gặp lại anh, không muốn nói chuyện với anh lúc này. Nó thấy anh nhắn tin, nó cũng không muốn đọc. Nó không muốn liên quan gì đến anh lúc này. Nó tắt điện thoại. Nó muốn kể từ đây sẽ quên hết những gì về anh đi, để nó sẽ trở lại cuộc sống bình thường vốn có. Câu chuyện tình yêu đầu đời phần 1 kết thúc ở đây. Hy vọng rằng qua những tập phần 1, tác giả đã gửi tấm chân tình của tác giả đến cho người nghe.
Tình yêu là màu hồng, nhưng đôi khi nó cũng chứa đựng những tăm tối của cuộc đời chúng ta. Trong cuộc đời của Hạ, Phong, Mai Lan hay Andy là những mẩu chuyện đời thật của một số người tác giả đã chuyển hóa thành những câu chuyện của từng nhân vật trong chuyện Tình yêu đầu đời. Mỗi nhân vật có một tính cách và một số phận riêng. Dù nhân vật là chính diện hay phản diện đi chăng nữa, nó cũng chứa đựng những hỉ nộ ái ố của cuộc đời họ. Tác giả chúc cuộc đời thật của những nhân vật đó có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau những biến cố của cuộc đời. Tôi hy vọng qua những tập truyện phần 1 này, người nghe sẽ trân quý tình yêu của mình hơn và đừng bao giờ uổng phí những thứ tình cảm thấy dễ dàng đạt được. Vì đôi khi nó sẽ là kim chỉ nam để giúp cho bạn có cuộc sống và cuộc đời tốt hơn nữa. Nếu có phần 2 tiếp tục, các bạn muốn tôi viết theo hướng nào? Cuộc đời của nhân vật chính sẽ ra sao sau khoảng thời gian này? Đó là ý tưởng của tôi sẽ thực hiện trong thời gian tới. Tôi sẽ bật mí với các bạn như thế này. Sau 3 năm, khi Hạ về Hà Nội với những biến cố của gia đình, Hạ đã không còn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập nơi Sài Thành phồn hoa nữa. Sau gần ấy năm, cuộc sống của An Phong, Mai Lan hay Andy sẽ thế nào? Điều đó các bạn có muốn biết không? Phần 1 có ai ở trong đó thì phần 2 tác giả tiếp tục khai thác các nhân vật như trên. Và nhân vật Bích Vân và Lisa, liệu rằng phần 2 sẽ trở thành nhân vật chính hay không? Các bạn có muốn nghe tiếp không ạ? Xin các bạn ủng hộ tiếp tục kênh của Thắng và bình luận những cảm nghĩ của các bạn về câu chuyện này nhé. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn khán giả đã yêu thích kênh của Thắng và yêu thích câu chuyện đầu tay của tôi, Tình yêu đầu đời. Xin cảm ơn